kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra về tiến độ dự án nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, động viên người lao động làm việc xuyên Tết trên công trường dự án. Tháng 1 năm 2024, xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn đặt hàng tăng nhờ nhu cầu phục hồi ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Duy trì nét đẹp Tết Thầy theo nhiều cách để giáo dục học trò về sự quý trọng kiến thức và truyền thống tôn sư trọng đạo từ ngàn đời của dân tộc. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ, thăm, động viên các cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc xuyên Tết tại một số đơn vị, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị, đoạn Nhổn, ga Hà Nội. Sau 13 năm thi công mới đạt khoảng 78% khối lượng. Việc chậm tiến độ kéo dài nhiều năm do các nguyên nhân khách quan, chủ quan. Vì vậy, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, lấy lại thời gian đã mất. Vì càng kéo dài thì càng đội vốn, hiệu quả đầu tư thấp. Xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, làm 3 ca 4 kíp, đúng không? Thế thì có thấy khó khăn không? Thôi thì cũng cố gắng hết mình. Chị em phụ nữ thì có bị ảnh hưởng quá nhiều đến gia đình không? Không ạ, bọn thủ tướng là bọn em sắp xếp được. Rất là cảm ơn các em đã hy sinh những cái ngày Tết này, ngày lễ này đó để mà tập trung thi công, cố gắng tiếp tục làm tốt hơn. Thủ tướng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến địa chất, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Tiếp đó, đến thăm, động viên các công nhân công ty môi trường đô thị Hà Nội, Thủ tướng biểu dương những đóng góp thầm lặng của gần 5.000 người lao động. Trong đó, rất nhiều phụ nữ đã không quản mưa rét, nắng nóng, bền bỉ làm việc để thành phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Rất là cảm ơn các anh chị em cũng phải thấu hiểu những cái người mà khi mình được nghỉ ngơi thì người ta lại phải ra ngoài đường, lại phải đi dọn dẹp, lại phải thu gom, lại phải làm những cái công việc mà nói như là một chiến sĩ thầm lặng trên cái mặt trận là bảo vệ môi trường. Dạ vâng. Và giữ cho thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Dạ vâng. Thủ tướng đề nghị Hà Nội và công ty quan tâm hơn nữa đời sống người lao động, có thêm những hình thức tôn vinh phù hợp để động viên, khích lệ anh chị em công nhân. Thăm và làm việc công ty nước sạch Hà Nội, Thủ tướng biểu dương đánh giá cao công ty đã vận hành tốt mạng lưới cấp nước cho hơn 60% người dân thủ đô. Đề nghị công ty phát huy truyền thống 130 năm để làm tốt nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt và các khu công nghiệp, đảm bảo phục vụ phòng cháy chữa cháy, an ninh quốc phòng. Đồng thời, đề nghị Hà Nội quan tâm đến công tác quy hoạch mạng lưới nước, đa dạng hóa các nguồn cung cấp nước, mở rộng tới các địa bàn xa trung tâm, tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm. Cũng vào ngày mùng 3 Tết tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, làm việc về tiến độ dự án nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất và thăm, động viên các công nhân, kỹ sư đang làm việc xuyên Tết trên công trường dự án. Cùng đi có Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có công suất 20 triệu hành khách mỗi năm, được khởi công ngày 31 tháng 8 năm ngoái. Qua kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả tích cực sau hơn 5 tháng khởi công. Công trình đang dần rõ hình hài, thi công tới tầng thứ 3. Phần thiết bị đã ký kết hợp đồng mua sắm, đường kết nối do thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư đã cơ bản hình thành. Thủ tướng biểu dương thành phố, các cơ quan, các kỹ sư, công nhân, người lao động đã nỗ lực cố gắng, trách nhiệm trong triển khai dự án và đặc biệt là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đã có nhiều tiến bộ vượt bậc. Đảng, nhà nước đã tạo điều kiện cho anh em công nhân là có được cái công việc. Một lần nữa cảm ơn và chúc mừng năm mới đối với anh chị em công nhân đã vì cái công trình trọng điểm mà không có nghỉ Tết, không có ngày nghỉ lễ và cũng không nghỉ chủ nhật thứ bảy đâu. Yeah. Mong mọi người tiếp tục phát huy cái tinh thần này, để làm sao về đích sớm hơn so với dự kiến.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nhà ga T3 theo hướng hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, thuận tiện nhất cho du khách, có điểm nhấn về mặt mỹ thuật, trồng nhiều hoa và cây xanh. Thời gian tới, Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, triển khai một số hạng mục liên quan tới an ninh, xuất nhập cảnh, thuế quan. Thủ tướng đề nghị các cơ quan nghiên cứu thêm về phương án kết nối giao thông từ Tân Sơn Nhất với bên ngoài. Rồi trên công trình thì anh chị em là rất là háo hức. Tôi rất xúc động là cái đồng chí công nhân nói là thôi đây là cái công trình trọng điểm quốc gia. Chúng tôi thấy là vì cái lợi ích chung thì xung phong ở lại làm rất vui vẻ. Mấy hôm tôi theo dõi tất cả các cái công trường từ Bắc đến Nam đều có người làm. Tinh thần là 3K 4 kíp xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ. Chỉ bàn làm không bàn lùi, rồi vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương. Thủ tướng đề nghị các cơ quan, nhà thầu tập trung huy động nhân lực, phương tiện, ứng dụng các công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, góp phần giải ngân đầu tư công. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành công trình vào đúng dịp 30 tháng 4 năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hơn 56 tấn hàng hóa đã được thông quan qua cửa khẩu quốc tế Cầu Bắc Luân 2, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh trong ngày mùng 3 Tết để xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là các lô hàng hải sản tươi sống của hai doanh nghiệp có kim ngạch đạt trên 780.000 đô la Mỹ. Trong dịp Tết này, tại các trạm đội có hoạt động thông quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, duy trì trực 100% quân số làm nhiệm vụ để bảo đảm giải quyết thủ tục hải quan thông thoáng, nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Bà con ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ đã xuất quân ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm để cầu lộc, cầu tài. Nhiều tàu đã trúng những mẻ cá lớn cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Tại cảng Cửa Lò, Nghệ An, bà con tấp nập tại cảng cả từ 4 giờ sáng sau khi các tàu trúng mẻ cá cơm gần 20 tấn cập bến, dự kiến thu về khoảng 200 triệu đồng. Còn tại cảng cá Thạch Kim, Hà Tĩnh, chuyến biển đầu năm này không chỉ có sản lượng cao mà giá hải sản cũng đã tăng từ 15 đến 20%. Cùng với việc bảo đảm hậu cần, dịch vụ nghề cá, ban quản lý cảng cá còn vận động các chủ tàu ký cam kết không vi phạm pháp luật trên biển. Sau chuyến biển này, ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ đang chuẩn bị ngư lưới cụ, tiếp thêm nhiên liệu để tiếp tục bám biển trong những ngày sắp tới. Theo Tổng cục Hải quan, hoạt động thương mại đang diễn ra khá sôi động, giúp tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1 ước đạt trên 64 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tăng tới 42%. Kết quả này là nhờ đơn hàng về nhiều hơn, mang theo Tết về với doanh nghiệp và người lao động. Tháng giáp Tết, số lượng đơn đặt hàng về nhiều hơn dự kiến, hàng nghìn công nhân may của doanh nghiệp này phải tăng ca làm thêm giờ. Áp lực giờ không chỉ là khối lượng mà còn là chất lượng trên từng mũi chỉ, đường may. Dù vất vả, thế nhưng ai cũng biết rằng có được đơn hàng lúc này là vui như Tết. Bất cứ một mã hàng nào chúng tôi đều vừa làm và vừa học hỏi, vừa nâng cao tay nghề. Đồng nghĩa với việc là chúng tôi sẽ có nhiều đơn hàng hơn nữa. Ngày nào chúng tôi cũng cảm thấy là vui như ngày Tết ạ. Nhìn vào kho nguyên liệu thế này là chúng ta có thể biết doanh nghiệp có đơn hàng hay không và người lao động có việc làm hay không. Doanh nghiệp này đã kín đơn hàng cho đến tháng 9. Điều này cũng minh chứng cho chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI đã vượt ngưỡng 50 điểm, nghĩa là các đơn hàng mới đã ký và tăng trở lại trong 6 tháng qua. Và đây có thể nói là tín hiệu mở hàng cho những ngày đầu xuân. Lần đầu tiên đơn đặt hàng tăng trong 3 tháng nhờ nhu cầu hồi phục ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Dù là mức tăng nhẹ thế nhưng cũng là đáng kể nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Hiện nay các đơn hàng đang có tín hiệu rất tốt. Thứ nhất là Việt Nam chúng ta đang duy trì ổn định về cái chính trị, xã hội. Thứ hai là chúng ta đang đảm bảo được cái chất lượng. Thứ ba là những cái ngày giao hàng, xuất hàng đấy chúng ta đều đáp ứng được. Ngoài ra thì Việt Nam chúng ta cũng thích nghi rất nhanh. Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng đầu năm với 9,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 56% so với cùng kỳ. Còn các thị trường truyền thống như Trung Quốc, EU hay ASEAN cũng đều tăng trưởng hai con số. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu bước vào năm thực hiện thứ tư. Mà bước vào năm thực hiện thứ tư có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành giảm thuế theo biểu B3 và như vậy khoảng 90% các lượng mặt hàng sẽ về 0%. Chúng ta có thể nhìn thấy là các sản phẩm chúng ta là các sản phẩm tương đối thiết yếu. Chính vì vậy là cái cơ hội để tăng trưởng là rất là lớn. 17 hiệp định thương mại tự do đang tạo lợi thế rất lớn cho hàng Việt Nam tới hơn 60 quốc gia.
Nhưng đây mới chỉ là cơ hội để vào thị trường. Để tận dụng được các hiệp định này, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn về việc thực thi, đặc biệt là các chính sách về xanh, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và an toàn chất lượng. Ngày mùng 3 Tết, tại các điểm vui chơi và các đền chùa ở Hà Nội vẫn tiếp tục có nhiều người đến tham quan và cầu bình an trong năm mới. Trong 3 ngày Tết Nguyên đán, thủ đô Hà Nội đã đón gần 190.000 lượt khách, tăng gần 20% so với Tết năm ngoái. Ngay từ đầu giờ sáng, chùa Trấn Quốc đã thu hút rất nhiều lượt khách ghé thăm. Còn tại đền Quán Thánh, một trong tứ trấn Thăng Long, triển lãm ảnh tư liệu về quá trình hình thành của di tích lịch sử này cũng nhận được sự quan tâm, yêu thích của đông đảo du khách. Không chỉ thu hút người dân thủ đô, các đền chùa lớn ở Hà Nội còn thu hút nhiều người dân ở các tỉnh lân cận đi du xuân đầu năm. Em quyết định đầu năm cùng gia đình đi lên đây tham quan ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội và cầu bình an sức khỏe. Lần đầu tiên đến đây con thấy ở đây rất là đẹp và thiêng liêng. Con cầu mong sẽ được học giỏi, nghe lời bố mẹ và luôn luôn được điểm cao trong học tập. Tại bãi đá sông Hồng, nơi có không gian rộng rãi, thoáng đãng cho trẻ em chạy nhảy vui chơi, thu hút rất nhiều gia đình có con nhỏ. Lượng khách tăng cao vào buổi chiều, gấp nhiều lần so với buổi sáng. Đã thành truyền thống, gia đình con cháu bà Thanh ở Hà Nội nhiều năm Tết đến đều chọn lựa khu vực ven sông Hồng để vui chơi, đón xuân trong lành. Con rất thích chụp ảnh cùng với cả bà và gia đình tại vì đây nó có khung cảnh đẹp. Tôi rất thích khi khung cảnh ở đây, nó thoáng đãng rồi cây cỏ hoa lá các thứ này là một năm mới thì là mong là mọi sự tốt lành đến với gia đình. Do lượng khách đông nên giao thông tại một số đền chùa lớn có những lúc ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng luôn túc trực phân luồng kịp thời để đảm bảo giao thông cho người dân di chuyển thuận lợi. Những điểm tham quan và những điểm đền chùa lớn tại Hà Nội dự kiến là sẽ còn tiếp tục thu hút một lượng lớn tới hàng nghìn du khách trong 2 ngày nghỉ Tết còn lại. Lễ hội bơi trải đền chùa Ngọ Sương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã diễn ra vào sáng 12 tháng 2 với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức vào mùng 3 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Sau lễ rước nước, tri ân công đức của vị thành hoàng làng đối với dân, với nước, các đội bơi sẽ bước vào phần thi bơi trải. Đây cũng là dịp gắn kết cộng đồng, giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Có thể nói Tết đến xuân về là mùa của nghi lễ và các lễ hội truyền thống. Ở Đại Ngàn Tây Nguyên, nơi sinh sống của 53 dân tộc anh em, không khí vui Tết thể hiện nét văn hóa đặc trưng trong đa dạng của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đây là nghi thức cúng sức khỏe của đồng bào ED ở xã Yên Xin, huyện Cờ Rông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Với cái ý nghĩa là cảm ơn các vị thần linh đã che chở cho cả buôn làng trong một năm qua và cầu chúc cho một năm mới có thật nhiều sức khỏe, buôn làng làm ăn phát đạt. Những người tham gia cúng sức khỏe sẽ được mời uống rượu cần và đeo vòng đồng may mắn. Phong tục có từ ngàn đời nay này là một trong những cách đồng bào ED chào đón năm mới. Cũng là dân làng á, theo Tết mà theo xuân á, cho nên là mong dân làng là khỏe, cho dân làng ăn này, no này, được hạnh phúc này, được học hành này. Sự đa dạng sắc màu văn hóa đã thu hút rất nhiều du khách gần xa đến với các buôn làng Tây Nguyên, cùng hòa nhập vào nền văn hóa bản địa trong những ngày đầu năm mới. Mình trải nghiệm được cái rượu cần, cái điệu nhạc truyền thống. Mình tưởng là ngày xưa là mình tưởng thất truyền rồi, nhưng mà bữa nay mình đã cảm nhận hòa vào trong đây. Những món ăn đặc sản của núi rừng theo kiểu mùa nào thức ấy cũng được chuẩn bị thịnh soạn để tiếp đãi du khách. Càng về đêm, thanh âm cồng chiêng và điệu múa xoan càng rộn rã. Với nhiều buôn làng ở Tây Nguyên, vui Tết nghĩa là được đón chào nhiều vị khách đến tham quan tìm hiểu và hòa nhập vào văn hóa của dân tộc mình. Trong phần tiếp theo của bản tin, nhiều bạn trẻ có những cách làm mới mẻ và sáng tạo để giới thiệu Việt Nam tới bạn bè quốc tế, mang theo niềm tự hào dân tộc để tỏa sáng cùng chất Việt riêng có. Hình tượng rồng trở thành chủ đề cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trên cả nước, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mùng 1 Tết Cha, mùng 2 Tết Mẹ, mùng 3 Tết Thầy.
Tết Thầy là một nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Xưa kia, chỉ có duy nhất ngày Tết để các gia đình bày tỏ lòng biết ơn với người dạy chữ cho con mình. Ngày nay, chúng ta có Ngày Nhà giáo Việt Nam để tôn vinh các thầy, các cô. Dù vậy, nét đẹp Tết Thầy vẫn được duy trì theo nhiều cách để giáo dục học trò về sự quý trọng kiến thức và truyền thống tôn sư trọng đạo từ ngàn đời của dân tộc. Giữa dòng người du xuân, nhóm học trò này cùng với thầy cô của mình đến văn miếu Quốc Tử Giám. Đó là cách các em Tết Thầy. Các em được nghe câu chuyện về thầy Chu Văn An. Khi đã là thầy của nhiều bậc đại quan trong triều đình, thầy Chu Văn An vẫn luôn trở về thăm người đã dạy dỗ mình khi có dịp. Câu chuyện giúp những học sinh này thấm thía hơn, biết yêu kính thầy, đó là đạo của trò. Em càng cảm nhận được cái điều đấy rõ hơn qua cái sự ấm áp và cũng qua cái truyền thống tôn sư trọng đạo rất là cao cả. Tết Thầy cũng là lúc trở về với mái trường. Trường học này có truyền thống tổ chức một không gian ấm cúng để đón mọi học sinh. Học sinh đang học và cả những em đã ra trường. Em cảm thấy rất là vui khi được có thời gian để có thể quay về ngôi trường cũ để tri ân các thầy cô. Ngày Tết Thầy còn là dịp để nhắc nhở chính các nhà trường về trách nhiệm với giáo viên của mình. Trường học tạo dựng môi trường dân chủ, hỗ trợ giáo viên phát triển, thì những nhiệm vụ đổi mới trong công cuộc trồng người mới thực hiện được. Thầy cô vẫn sẽ luôn dạy bằng những cái nhiệt huyết chân thành nhất của mình đối với học sinh nhà trường, và cái phần thưởng nhận lại đấy chính là sự trưởng thành của các em trong cuộc sống. Khi người thầy xứng đáng là người thầy, thì chẳng cứ dịp Tết, chẳng cứ phải đến tận nơi thăm hỏi, những học sinh sẽ luôn dành sự tôn kính, lòng biết ơn với thầy cô của mình. Mùa xuân đang về từ những thanh âm của gắn kết và yêu thương. Trong thời gian qua, bên cạnh các chương trình quảng bá văn hóa Việt quy mô lớn ở nước ngoài, nhiều bạn trẻ đã có những cách làm mới mẻ và sáng tạo để giới thiệu Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Xuất hiện trên truyền hình quốc tế hay du lịch vòng quanh thế giới, nhiều người Việt trẻ đã mang theo niềm tự hào dân tộc để tỏa sáng cùng chất Việt riêng có. Chính điều này đã thu hút hàng triệu khán giả quốc tế thêm yêu văn hóa và con người Việt Nam. Năm 2023 đã chứng kiến nhiều lần những biểu tượng của văn hóa Việt chu du trên thế giới cùng các nghệ sĩ Việt. Tháng 3 năm 2023, áo dài và nón lá đã đồng hành cùng nam ca sĩ Trọng Hiếu trong cuộc thi Eurovision Đức, cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu cùng câu hát. Quê hương Việt Nam, đưa con đi thật xa. Màn trình diễn đậm chất Việt này đã giúp Trọng Hiếu lọt top 3, vị trí cao nhất mà một người châu Á từng đạt được tại Eurovision Đức. Áo dài cũng đã xuất hiện cùng nữ nghệ sĩ Chipu trong chương trình Đạp Gió 2023, một trong những chương trình truyền hình ăn khách nhất tại Trung Quốc. Bước ra sân chơi thế giới, với sự sáng tạo và đổi mới trong cách thể hiện, nhiều nghệ sĩ Việt đã trở thành những đại sứ văn hóa, mang Việt Nam tới hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Mang Việt Nam ra thế giới ấy, là một cái việc Hiếu không có thể làm được một mình, mà Hiếu cần sự ủng hộ của tất cả mọi người, của tất cả người Việt Nam trên cả thế giới. Khi tất cả cái năng lượng của mọi người được gom vào, được đoàn kết, thì chúng mình mạnh hơn gấp vạn lần. Nếu như các nghệ sĩ có thể gây ấn tượng bằng các sản phẩm nghệ thuật,
thì các nhà sáng tạo nội dung với sự chân thành và giản dị đã góp phần tăng độ phủ sóng của hình ảnh Việt Nam tới nhiều đất vùng đất xa xôi. Trực tiếp giới thiệu về Việt Nam qua quá chuyến đi khám phá thế giới của mình là cách mà một số vlogger khiến hình ảnh Việt Nam thực sự trở nên gần gũi hơn với người dân nước ngoài. Hoàng Minh Tuấn, chủ nhân của những video triệu view về cuộc hành trình của những biểu tượng văn hóa Việt tới những vùng đất khác nhau tại Nepal trên kênh YouTube Chalaka, đã ghi lại những thước phim đầy tự hào cùng quốc kỳ Việt Nam trên dãy Himalaya tại Ấn Độ. Noah Nguyễn, người sáng lập kênh YouTube Lại Ngứa Chân, cũng gây ấn tượng với những video triệu view về việc giới thiệu Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Việt Nam mình có rất nhiều điều mà các bạn quốc tế chưa biết, và vậy mà mình muốn tận dụng tối đa cái cơ hội đó để có thể mang cái hàng cái tiếng Việt Nam ra xa thế giới. Mình là một người rất là thích chụp hình và quay phim và có thể làm sáng tạo nội dung, thì tại sao mình không làm những cái thước phim mà nó có gửi gắm vào đó những cái tình cảm, những cái sự tự hào khi mình là một người Việt Nam để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. It's bánh đậu xanh. Trong hành trình quảng bá Việt Nam ra thế giới, hai nhà sáng tạo nội dung trẻ này còn lan tỏa giá trị tinh thần Việt thông qua những hoạt động thiện nguyện. Các bạn khán giả cũng đã gửi cái chi phí để mình phát cho những người có hoàn cảnh éo le, những người nghèo. Đó là một cái phẩm chất rất là quý giá của người Việt mình. Chan cũng rất là vui và tự hào khi mình cùng với lại bạn bè cũng đã kết nối và mua vòng tay cho một bé gái để giúp em có thể có thêm tiền để trang trải sinh hoạt phí trong cuộc sống. Sau cái câu chuyện Nepal của mình chia sẻ lên mạng thì một cái trang tin rất là lớn của Nepal đăng tin lại, và ở dưới cái post đó thì mọi người cũng dành những cái bình luận rất là tích cực. Việt Nam là một đất nước tươi đẹp với con người thân thiện. Tôi dự định sẽ quay lại thăm Việt Nam vào năm nay. Gửi tình yêu từ Nepal đến tất cả người Việt Nam. Tôi tin rằng người Việt Nam cũng chân thành và tốt bụng như Chan La Cà. Tôi sẽ sớm đến thăm Việt Nam. Tận dụng những chuyến đi trải nghiệm của mình để quảng bá văn hóa Việt. Thông qua những hành động đẹp đẽ để lan tỏa tinh thần Việt. Những nhà sáng tạo nội dung này đang góp phần giúp hình ảnh của đất nước mình tỏa sáng theo mỗi bước chân trong hành trình khám phá thế giới của mình. Để rồi khi rời đi, điều họ để lại là... Xin chào Việt Nam, come on Thái Bình. Có thể thấy điều làm nên thành công trong việc quảng bá Việt Nam của các bạn trẻ, ngoài tài năng còn là niềm tự hào vào giá trị người Việt trong chính bản thân họ. Chất Việt chính là điều làm nên sự tự tin và bản sắc riêng để họ có thể tỏa sáng. Hy vọng những nỗ lực quảng bá Việt Nam không ngừng của thế hệ trẻ Việt sẽ tiếp tục đưa những giá trị văn hóa và tinh thần của Việt Nam ra xa hơn, tiếp cận được với nhiều bạn bè quốc tế hơn. Còn trong phần cuối của bản tin là câu chuyện về hình tượng con rồng. Trong 12 con giáp thì rồng là linh vật duy nhất không có ngoài đời thực, song hình ảnh rồng lại có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam. Đây không chỉ là biểu tượng cho nguồn gốc sống nòi của dân tộc, mà còn tượng trưng cho sự cao quý, sức mạnh và thịnh vượng. Có lẽ vì thế, con rồng cũng là một trong những hình tượng khơi dậy nhiều cảm hứng sáng tạo cho các nghệ sĩ. Để đón chào năm mới Giáp Thìn, con vật này đã trở thành chủ đề cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trên khắp cả nước. Bình thản, hạnh phúc, ngủ, ngáp hay khóc nhè. Năm con rồng với năm tư thế khác nhau, tượng trưng cho năm trạng thái biểu cảm quen thuộc của con người. Đây là bộ tác phẩm được tạo nên bởi các nghệ sĩ Gen Z của Lam Phong Studio. Sử dụng chất liệu sơn mài truyền thống, mỗi chú rồng nhỏ đều được các bạn họa sĩ tỉ mỉ vẽ bằng tay. Đặc biệt, bộ tác phẩm có sự hiện diện của hai con rồng uốn lượn được cắm trên que đồng, gắn với cảm hứng từ trò chơi dân gian tỏ hè. Chúng tôi theo đuổi những cái tạo hình uốn lượn có thể ngoắc được trên các cái vật dụng, nên là công đoạn tạo hình cũng khá là phức tạp. Là những họa sĩ trẻ thì chúng tôi không cố gắng truyền tải những thông điệp gì quá to lớn. Chúng tôi chỉ tạo nên một hình tượng rồng bằng
chất liệu dân gian truyền thống. Như thay cho một lời chúc gửi đến tất cả mọi người một năm mới vui vẻ, là bình an. Còn tác phẩm Long Story, Chuyện của Rồng hay Long Story, Một câu chuyện dài của họa sĩ Lê Huy lại lấy cảm hứng từ sự tích Con Rồng Cháu Tiên. Con rồng thì được làm bằng đồng, đặt ở trên đỉnh quả trứng, làm bằng sơn mài với cốt gỗ hương, thì như là con rồng đang được nở ra từ quả trứng. Thì chúng tôi sử dụng cái hình tượng chính là quả trứng, mang cái tinh thần của cái sự tròn đầy, trọn vẹn, và nó xuất phát từ câu chuyện Con Rồng Cháu Tiên, một cái niềm tự hào về nguồn gốc của người Việt. Trong quan niệm truyền thống của người Việt, sự gặp gỡ giữa rồng và mây sẽ báo hiệu cho một sự may mắn, thuận lợi. Và quan điểm này đã trở thành nguồn cảm hứng cho họa sĩ, nhà điêu khắc Vũ Dũng tạo nên tác phẩm Hí Long Vân. Các chi tiết trên tác phẩm đều được ông lấy cảm hứng từ hình tượng con rồng thời Lý. Hình tượng con rồng thời Lý là hình tượng rất là đẹp đẽ. Đầu rồng của thời Lý nó có một cái tỷ lệ mà rất là vừa phải. Thế rồi rồng thời Lý cũng có một cái đặc trưng là cái râu rồng này, long tu đấy. Tôi đã tìm được rất nhiều những cái hình tượng đẹp hội tụ trong một cái tác phẩm, và tôi cũng muốn gửi đến mọi người một cái lời chúc phúc cho một cái năm mới mà hạnh phúc, thành công. Theo quan niệm dân gian, rồng là loài vật mang trong mình tất cả ưu thế vượt trội của các loài khác, trong đó có sức mạnh và quyền năng thiên biến vạn hóa. Với hình tượng rồng biến hóa trong mỗi tác phẩm, các nghệ sĩ đã gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới, đồng thời đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.